Hôm nay mình sẽ trải nghiệm bún đậu Mạc Văn Khoa cùng với cả Nam Cơ Phó. Mình tới quán vào lúc 12 giờ thì thấy quán khá là vắng. Đây là cơ sở ở quận Tân Bình với phong cách khá là bình dân và giản dị. Sau khi luyên thuyên với em thân yêu một tí thì thống nhất là gọi mẹt 140.000 cho cả hai người vì nó đã có đầy đủ hết các món để mình có thể trải nghiệm. Đồ uống mình có gọi thêm 2 ly nước sấu và giá là 18.000 một ly. Chắc do mình tới sớm và quán chưa có khách nên là đồ lên cũng khá nhanh. Chờ chỉ mất khoảng 5-10 phút là đã có đủ đồ rồi. Và đây là mẹt bún đậu 140.000 dành cho hai người này. Các loại topping ở đây sẽ có đậu rán, chả cốm, chả cua, nem rán, rồi sụn chiên, thịt heo và bún. Ăn bún đậu mắm tôm thì mắm tôm ngon hay dở quyết định tới 60% về độ ngon miệng. Mắm tôm ở đây thì có màu đậm và xám xịt như tiền đồ của chị Dậu. Với cá nhân mình thấy thì bát mắm tôm này thiếu một chút dầu nóng, có thể là do thói quen ăn uống của từng nơi. Sau khi nếm thử để biết mức độ mặn của mắm tôm thì mình thêm vào 2 quả quất và 2 thìa đường là cảm giác đã vừa với khẩu vị. Hai điều quan trọng tiếp theo đó là đậu rán và bún. Thực sự thì mình khá là thất vọng về bún ở đây. Miếng bún nát và bở, ăn không còn có độ mềm mướt, đậu về độ nóng giòn thì ổn nhưng mà độ thơm thì chưa tới. Các loại topping phụ họa thì ưng ý nhất là chả cốm. Dù tỷ lệ cốm không nhiều nhưng vẫn rất thơm và dẻo. Rồi sụn phần nhân rất ít rau thơm tuy nhiên lại có mùi mai quế lộ rất đậm nên ăn vào cũng thấy là có chút gì đấy đọng lại. Nem chua rán thì thực sự là nhạt nhòa. Mà cho bạn nào chưa biết thì gọi là nem chua rán thôi chứ nó là nem ngọt và nem thịt nhá. Khi ăn thì chắc chắn là không có vị chua như nem chua đâu. Vỏ giòn đấy nhưng mà phần nhân thì lại khá nhạt. Chả cua chỉ nằm ở mức trung bình và mình cảm giác là hơi lệch tông, không liên quan lắm tới món ăn. Thịt heo thì cũng nhạt nhòa không kém. Miếng thịt không hề có độ thơm. Nước sấu thì bình thường, bên trong có một quả sấu nhưng với mình thì cảm thấy là pha hơi ngọt hơn, nhưng cái đó thì không sao cả. Mình sẽ làm quen dần vì khẩu vị ở đây thường thiên ngọt. Còn đây là chia sẻ của Nam sau trải nghiệm tại quán nhá. Có cái gì em thấy thích nhất và có cái gì em không thấy vừa nhất? Nếu mà ngon nhất thì em nghĩ là món chả cốm. Chả cốm là rất là vừa, ừ, ngon nhất. Còn đậu hũ thì là nó hơi thì thiếu cái sự thơm của mà em mong đợi từ một cái canh bún đậu. Tổng kết lại thì mình thấy giá bán hơi cao so với định lượng cũng như chất lượng đồ ăn và dịch vụ. Hy vọng quán sẽ cải thiện lại những điều chưa ổn để mọi người được trải nghiệm tốt hơn cho những lần tới.